Chào quý khách hàng và bà con, đây là hình ảnh cây kèn hồng tại vườn ươm cây xanh Gia Nguyễn. Cây giống hiện tại bộ rễ đã phát triển ổn định, có nhiều rễ tơ, cây thẳng, xanh tốt, không sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Cây có chiều cao từ 40 đến 50 cm, được kiến gốc từ 0.5 đến 0.7 cm, không bị cụt ngọn và đã đủ ngày tuổi xuất vườn. Cây được ươm trong bầu có quy cách 14 x 17 cm. Công ty chúng tôi đang có vườn ươm tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và vườn trưng bày cây giống ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách hàng và bà con có nhu cầu mua cây kèn hồng, vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline 093 76 70 722 bên phải phía trên màn hình để được tư vấn và báo giá. Cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng và bà con.